Mình chào đến tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta cùng đi viếng thăm Thánh đồ Vatican nha. Xuất phát từ nhà khách Foggia Phát Diệm bằng xa lô ca chân khoảng 700-900m thì chúng ta sẽ đến trạm xe điện ngầm Cornelia. Và từ đây chúng ta sẽ lấy chuyến xe điện ngầm màu đỏ để đi đến Ottaviano, chỉ có cách 4 trạm mà thôi. Nhớ nghe các bạn. Sau khi đến trạm Ottaviano, khi lên mặt đường thì chúng ta sẽ thấy một dòng người du lịch cứ đi về một hướng rất đông để đến Vatican. Thành Vatican, tên chính thức là Thành quốc Vatican, là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ bao gồm một vùng đất có tường bao kính nằm trong lòng thành phố Roma của nước Ý. Với diện tích khoảng 44 hectare và dân số khoảng 1.000 người, khiến Vatican được quốc tế công nhận là thành phố quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới và diện tích và dân số. Và đây, quảng trường St. Peter thuộc Vatican là một trong những quảng trường to và đẹp nhất thế giới mà du khách sẽ được tham quan khi đến Vatican. Và đây, trung tâm của quảng trường là cây cột đá Obelisk, như một tấm bia cổ xưa nhất nơi đây. Cột Obelisk cao 40 mét có từ thế kỷ 13 trước công nguyên ở Ai Cập và đã được hoàng đế Caligula mang đến La Mã vào năm 36 sau công nguyên. Thành phố Vatican và tòa thánh là hai thực thể riêng biệt. Trong khi Vatican là thuật ngữ thường để chỉ về lãnh thổ của một quốc gia với vài trăm công dân gắn bó mật thiết với thành phố Roma, thì tòa thánh lại là thuật ngữ bao hàm ý nghĩa rộng lớn trên khía cạnh tôn giáo và cơ cấu địa hành với trên 1.2 tỷ tín đồ công giáo trên thế giới. Sau hơn một tiếng đồng hồ xếp hàng để kiểm soát an ninh, nào chúng ta cùng vào tham quan vương cung thánh đường Thánh Phêrô nhé mọi người. Vương cung thánh đường Thánh Phêrô là một trong bốn đại vương cung thánh đường tại Vatican. Đây là một kiệt tác nổi tiếng nhất của kiến trúc phục hưng và là một trong những nhà thờ lớn nhất trên thế giới. Tuy nó không phải là nhà thờ mẹ của giáo hội công giáo Roma và cũng không phải là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, thánh đường Thánh Peter được coi như một trong những thánh đường thần thánh nhất của công giáo. Nó đã được mô tả như một thánh đường giữ vị trí độc nhất trong thế giới công giáo và như là nhà thờ vĩ đại nhất trong những nhà thờ công giáo. Khi bước vào đây, chúng ta sẽ bị choáng ngợp bởi một không gian tràn đầy với những tác phẩm nghệ thuật vô giá của các danh họa điêu khắc đương thời. Thánh đường này nổi tiếng như là một địa điểm hành hương và cho các mục đích phụng vụ. Giáo hoàng thực hiện một số phụng vụ tại đây hàng năm, thu hút lượng người tham dự từ 15.000 người tới 80.000 người tập trung trong Đại Thánh Đường hoặc Quảng trường Thánh Phêrô. Thánh đường Thánh Phêrô có nhiều liên quan lịch sử với nhà thờ Thiên Chúa Giáo sơ khai, ngược lại với quan niệm sai lầm phổ biến. Thánh đường này không phải là một nhà thờ chánh tòa, bởi vì nó không phải là chỗ của một giám mục. Ngai tòa của giáo hoàng với tư cách giám mục Roma là ở Dương Cung Thánh Đường Thánh John Laterano. Còn lại ba đại vương cung thánh đường ở thành phố Rome. Trong thời gian ở tại Rome này, tôi hy vọng tôi sẽ có thời gian để đi thăm tất cả. Sau vài tiếng đồng hồ tham quan tại đây, thôi thì chúng ta hãy tiếp tục hành trình nhé các bạn. Chúng ta sẽ đến Colosseum, là đấu trường La Mã, bằng metro nhé quý vị. Chúng ta hãy đi ngược lại đến trạm metro Via Ottaviano và cũng chọn tuyến xe màu đỏ để đi về hướng Anadina. Chúng ta sẽ đổi xe ở trạm Tapani, lấy chuyến xe màu xanh đi về hướng Laurentina sau hai trạm đã đến Colosseo. Đấu trường La Mã còn có cái tên gọi khác là Đại Hí Trường La Mã. Công trình này được biết đến đầu tiên dưới cái tên Amphitheatrum Flavium, sau này gọi là Colosseum, và được mệnh danh là đấu trường lớn ở thành phố Rome. Đấu trường được xây dựng khoảng năm 70 đến năm 72 sau công nguyên dưới thời hoàng đế Vespasian. Đây chính là công trình kiến trúc lớn nhất của đế chế La Mã lúc bấy giờ, được sử dụng gần 500 năm và là bằng chứng lịch sử vĩ đại, có sức chứa lên đến 50.000 khán giả. Đây là nơi đấu của các võ sĩ, biểu diễn công chúng, săn thú, diễn các vở kịch cổ điển. Nơi đây dần dần trở thành nơi để sử dụng cho mục đích giải trí vào thời Trung Cổ. Mãi đến sau này,
Nơi đây còn được sử dụng làm như nhà ở, cửa hàng, pháp đài. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử với nhiều chiến tích vĩ đại, nơi đây đã trở nên hoang phế. Nhưng với những kiến trúc độc đáo, nơi đây đã trở thành một trong những điểm thú vị không thể bỏ qua khi các bạn đến thành phố Rome này. Chiều tối, tôi có quay lại quảng trường Thánh Phêrô và hy vọng để quay cảnh ban đêm. Nhưng tiếc rằng trời sắp mưa, thôi thì đành thất vọng đi về, hẹn lại kỳ sau.